Vâng, em xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với buổi đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Thì ở các buổi trước thì em đã hướng dẫn cách để nhập số dư đầu kỳ và nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm Acimen. Vậy thì từ các nghiệp vụ phát sinh đó để lập lên được báo cáo tờ khai thuế và báo cáo tài chính cũng như là in sổ sách chứng từ như thế nào, thì ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị chi tiết của từng mục. Đầu tiên đó là hướng dẫn về lập tờ khai thuế giá trị gia tăng và báo cáo tài chính. Thì sau khi anh chị hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm ở mục nghiệp vụ phát sinh, giống như data em đang mở ở trên phần mềm, nghĩa là cái data này thì em đã nhập hết tất cả các nghiệp vụ phát sinh ở trong một kỳ. Thì để lên được cái tờ khai thuế giá trị gia tăng, thì đối với tờ khai thuế giá trị gia tăng nó sẽ liên quan đến thuế hóa đơn đầu vào và thuế hóa đơn đầu ra. Trong thuế hóa đơn đầu vào thì sẽ có các hóa đơn, ví dụ như là hóa đơn về chi phí mua hàng hoặc là các chi phí kèm theo như là chi phí điện nước, internet chẳng hạn. Đó là những cái hóa đơn mua vào. Thì căn cứ vào các hóa đơn đầu vào của anh chị thì anh chị sẽ hạch toán vào phần mềm. Và tương tự với đối với hóa đơn bán ra thì khi anh chị ghi nhận doanh thu xuất hóa đơn thì anh chị sẽ hạch toán là bút toán nghiệp vụ bán hàng. Để lên được tờ tờ khai thì anh chị trước khi mà anh chị làm kết chuyển ra hỗ trợ kê khai thì ở trên phần mềm Acimen có một cái bước tự động, đó là bước kết chuyển thuế giá trị gia tăng. Thay vì anh chị phải nhập bằng tay thì anh chị sẽ tích ở trên phần mềm, ở trên thanh công cụ có mục là kết chuyển thuế giá trị gia tăng, thì anh chị sẽ tích vào đây. Ở phần này thì sẽ có kỳ báo cáo theo tháng hoặc là theo quý. Đối với doanh nghiệp báo cáo theo tháng thì anh chị sẽ chọn theo tháng và chọn tháng anh chị cần kết xuất, sau đó ấn chấp nhận. Còn đối với doanh nghiệp mà báo cáo theo quý thì sẽ chọn ở mục theo quý và chọn từng quý để báo cáo, sau đó ấn chấp nhận. Lúc này phần mềm đã thực hiện xong thì anh chị quay lại phần nghiệp vụ phát sinh, sẽ có một nghiệp vụ kết chuyển thuế giá trị gia tăng. Ở phần mềm anh chị có thể lọc cái bút toán đó. Rồi, anh chị sẽ tích vào phần kết chuyển. Vì data em đang nhập là theo tháng cho nên là sẽ chọn là theo tháng kết chuyển thuế giá trị gia tăng. Và phần mềm sẽ có tự động bút toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng tự động. Và trong trường hợp mà trong cái tháng hoặc là quý đó mà anh chị có phát sinh hóa đơn đầu vào nhưng mà không có phát sinh thuế đầu ra thì cái nghiệp vụ này thì anh chị sẽ phải thực hiện bằng tay, bởi vì anh chị không có có thuế đầu ra để thực hiện kết chuyển. À, trường hợp này thì anh chị sẽ phải hạch toán bằng tay ạ. Sau khi mà anh chị kết chuyển thuế giá trị gia tăng rồi thì để xuất ra hỗ trợ kê khai thì anh chị cần phải kiểm tra các thông tin ở trên phần mềm với hỗ trợ kê khai. Trên phần mềm thì anh chị sẽ tích vào phần báo cáo tài chính và sẽ có mục hóa đơn bán ra và hóa đơn mua vào. Ở phần này thì chính là cái bảng kê để theo dõi được hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra ở trong kỳ. Anh chị có thể tích vào, chọn vào từng mục, sau đó ấn xem hoặc là xuất ra Excel. Trong cái mục này thì anh chị sẽ kiểm tra lại toàn bộ hóa đơn đầu ra của anh chị, xem là các thông tin hóa đơn đã đủ hay chưa, và doanh số của anh chị đã đúng hay chưa, thuế suất và tổng tiền thuế. Tương tự như hóa đơn bán ra thì anh chị sẽ tích vào hóa đơn mua vào. Ở trên này thì sẽ thể hiện tất cả các hóa đơn mua vào của anh khi mà anh chị hạch toán ở trên phần mềm và các mục thuế suất mà đã chọn ở trên phần mềm khi mà hạch toán vào nghiệp vụ phát sinh.
Sau khi các thông tin của anh chị kiểm tra thì anh chị sẽ thực hiện về xuất sang hỗ trợ kê khai. Ở phần xuất sang hỗ trợ kê khai thì anh chị lưu ý giúp em. Đó là anh chị sẽ vào trong cái phần thông tin vào mục hệ thống, chọn thông tin đơn vị sử dụng. Anh chị sẽ kiểm tra ở mục mã cơ quan thuế và tên cơ quan thuế. Hai mục này rất là quan trọng để xuất được ra hỗ trợ kê khai. Ở trong mục này nếu mà anh chị nhập thông tin sai thì số liệu từ phần mềm sẽ không kết xuất được sang. Cho nên là mục này sẽ cần phải nhập chính xác. Và để lấy được mã và tên của cơ quan thuế thì anh chị sẽ đăng nhập vào HTKK. Mục thông tin doanh nghiệp. Ở trong mục hệ thống, anh chị chọn thông tin doanh nghiệp. Và lúc này thì anh chị sẽ nhập cơ quan thuế quản lý và mã cơ quan thuế ở ngay ở bên cạnh ở mục tên cơ quan thuế ạ. Sau khi nhập xong thông tin thì anh chị sẽ thực hiện bấm ghi lại. Và trước khi xuất ra hỗ trợ kê khai thì anh chị sẽ cần phải đăng nhập vào HTKK trước. Sau đó thì mới xuất, lúc này dữ liệu mới chuyển sang. Có một lưu ý nữa, đó là anh chị sẽ vào trong cái phần tờ khai. Anh chị kiểm tra lại đường dẫn. Đường dẫn hỗ trợ kê khai thì thường sẽ nằm ở trong thư ổ C, thư mục Program hoặc là Program File 86 HTKK. Nếu khác cái đường dẫn này thì anh chị sẽ phải chuyển về cái đường dẫn. Một là anh chị sẽ gỡ HTKK đi cài lại. Đấy, khi mà anh chị tải HTKK về và tự động và cài ở trên máy, khi mà giải nén và cài ra thì phần mềm nó sẽ tự link sang ở cái đường dẫn là ổ C này rồi. Anh chị không nên chọn ở đường dẫn khác mà sẽ bắt buộc là phải chọn ở theo cái đường dẫn này. Trong trường hợp đường dẫn của anh chị khác với đường dẫn này thì anh chị sẽ tích vào phần 3 chấm và chọn ổ C và chọn thư mục Program File 86. Chọn mục HTKK. Có hai mục đó là HTKK và HTKK 320. Thì cái mục HTKK 320 này đây là đường dẫn cũ, anh chị sẽ không chọn ở đây mà chọn ở cái phần trên. Và chọn là Project. Chọn đúng cái biểu tượng HTKK. Sau đó thì anh chị sẽ ấn xuất ra báo cáo. Và sau khi xuất báo cáo và phần mềm đã báo thực hiện xong, anh chị sẽ mở HTKK, chọn mục thuế giá trị gia tăng và chọn mục thuế giá trị gia tăng thông tư 80. Và anh chị sẽ chọn tờ khai theo tháng. Cái data này thì em đang để năm 2021 cho nên là đang không nhận theo cái đường dẫn cũ. Đối với những cái trường hợp anh chị xuất lại của những năm trước thì anh chị sẽ chọn ở theo cái thông tư cũ. Và những cái tờ khai mà theo năm 2022 thì anh chị sẽ chọn theo thông tư 80. Phần này thì là ở năm trước cho nên là sẽ anh chị sẽ chọn phần thuế giá trị gia tăng của năm trước.
Sau khi mà anh chị đã nhập đúng thông tin thì dữ liệu từ phần mềm sẽ chuyển sang. Và trước khi đẩy lên trên hệ thống thì anh chị nên check thêm một lần nữa, đó là check dữ liệu trên hỗ trợ kê khai và dữ liệu ở trên phần mềm. Thì sau này khi mà anh chị lên báo cáo tài chính thì nó sẽ phải khớp khớp với lại các tờ khai thuế của anh chị nộp theo quý hoặc là theo tháng. Công thức check thì giống như em vừa hướng dẫn, đó là anh chị sẽ vào trong phần báo cáo tài chính vào mục hóa đơn mua vào bán ra, anh chị check lại thêm một lần nữa. Phần này thì anh chị sẽ check thứ nhất, đó là tổng tiền hàng. So với trên báo cáo, ví dụ thuế giá trị gia tăng mua vào của anh chị này, nó ở chỉ tiêu 23 và chỉ tiêu 24. Anh chị sẽ check thêm cái thông tin ở trên hỗ trợ kê khai và trên phần mềm đã đúng hay chưa. Anh chị sẽ chọn ở mục hóa đơn bán ra mua vào. Anh chị có thể nhìn ở trên cái phần màn hình em đang mở. Đây, tổng doanh thu nó là hơn 4 tỷ. Anh chị check cái số này. Với số này, theo thông tin đã đúng hay chưa này. Thứ nhất là chỉ tiêu 23, thứ hai là chỉ tiêu 24 và 25. Xem ở trên phần mềm. Đây là tiền thuế giá trị gia tăng mua vào. Đây là tổng tiền hàng. Và tiếp theo thì anh chị sẽ check ở hóa đơn bán ra. Thì đang có hai mục thuế suất, đó là 0% và 10%. Anh chị sẽ chọn ở mục hóa đơn bán ra. Chọn kỳ báo cáo. Phần mềm thì cũng sẽ chia thành hai loại thuế suất, thứ nhất là 0% và 10%. Phần 0% và 10% cũng đều có doanh thu và tiền thuế. Thì anh chị sẽ check hai cái thông tin này. Khớp với trên hỗ trợ kê khai là được. Và thông tin sau khi mà anh chị check xong thì anh chị có thể bấm ghi lại và kết xuất, sau đó thì nộp lên trên hệ thống. Đó là phần tờ khai thuế giá trị gia tăng. Em xin chuyển sang phần lên báo cáo tài chính. Thì cũng căn cứ vào các nghiệp vụ phát sinh đối với phần mềm Acman thì quan trọng nhất đó là khi mà anh chị đó là các bước mà anh chị hạch toán nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm. Đó là anh chị định khoản nợ có bên trên nghiệp vụ phát sinh này. Chỉ cần định khoản nợ có đúng đúng thông tin, chọn đúng chi tiết đối tượng thì phần mềm sẽ tự động lên các báo cáo chuẩn xác cho anh chị. Thì sau khi mà chuẩn lên nhập xong các nghiệp vụ phát sinh và để lên được báo cáo tài chính thì anh chị thực hiện cho em thêm một cái thao tác nữa, đó là xuất toàn bộ lại các nghiệp vụ tự động, bao gồm có thứ nhất đó là xuất kho tự động. Cái phần xuất kho tự động này để là chạy lại cái giá vốn cho anh chị trong trường hợp khi mà anh chị có thay đổi cái giá nhập. Thì lúc này anh chị xuất kho tự động lại thì phần mềm sẽ tính lại cái giá vốn cho anh chị. Em ví dụ như thế này. Ví dụ lúc cái phiếu nhập của anh chị, cái mặt hàng A của anh chị nhập với cái đơn giá là 100.000. Và ở thời điểm xuất ra thì anh chị chưa thay đổi cái giá đó, vẫn là ở mức giá nhập là 100.000 và khi mà anh chị xuất giá vốn thì giá vốn cũng sẽ là 100.000. Sau đó thì anh chị sẽ quay lại phần phiếu nhập để anh chị sửa lại, tăng hoặc giảm cái mã đó xuống. Ví dụ tăng lên 200.000 hoặc là giảm xuống còn 50.000 chẳng hạn. Thì lúc này anh chị sẽ phải thực hiện lại bút toán xuất kho tự động để khi mà cái nghiệp vụ bán hàng của anh chị đã chạy giá vốn rồi, anh chị sẽ tích lại nó thì cái bút toán giá vốn sẽ tự động chạy lại cái giá đó. Thì lúc này trên cái báo cáo của anh chị nó sẽ không bị sai. Vì nhiều trường hợp là anh chị không chạy lại suất giá vốn khi mà lên sổ sách, khi mà cái sổ tổng hợp tồn kho của anh chị ấy, khi mà số lượng đã hết rồi nhưng mà tiền thì có thể là âm hoặc là dương. Đó là cái nguyên nhân đó là sửa lại cái giá nhập mà chưa chạy lại xuất kho tự động. Đó là bước thứ nhất anh chị cần phải thao tác lại. Thứ hai đó là khấu hao tài sản cố định. Trong trường hợp anh chị có thực hiện khấu hao tài sản cố định tự động, khấu hao tài sản và phân bổ công cụ dụng cụ thì anh chị cũng sẽ chạy lại hai cái này. Và sau khi mà anh chị chạy lại xong thì anh chị sẽ tích vào phần kết chuyển tự động lại. Anh chị sẽ tích vào mục kết chuyển tự động và chọn từ tháng đến tháng. Trong trường hợp báo cáo tài chính thì anh chị sẽ chọn
luôn từ tháng 1 cho đến tháng 12 để chạy lại. Còn nếu không anh chị chọn tháng nào thì muốn chạy tháng nào thì chọn tháng đó. Và sau khi mà chạy kết chuyển tự động xong thì phần mềm trên hệ thống phần mềm tất cả các bút toán tự động như là kết chuyển chi phí này, nguyên vật liệu hoặc là doanh thu, lãi lỗ, phần mềm sẽ tự động kết chuyển vì trên hệ thống cài đặt đã thiết lập sẵn các nghiệp vụ tự động rồi. Cái này thì anh chị chỉ cần tích vào tự động thôi. Sau khi mình dữ liệu nghiệp vụ phát sinh đã ok rồi thì lúc này mình sẽ lên báo cáo tài chính. Thì anh chị sẽ tích vào mục báo cáo tài chính. Ở trong mục báo cáo tài chính sẽ có 4 mục anh chị cần lưu ý. Thứ nhất đó là cân đối tài khoản. Thứ hai là cân đối kế toán. Thứ ba đó là kết quả kinh doanh. Và thứ tư đó là lưu chuyển tiền tệ. Và có thêm một mục nữa là thuyết minh báo cáo tài chính. Thì cái này nó sẽ là file Excel ở bên ngoài. Cái này nó sẽ là gửi đính kèm. Anh chị lưu ý sẽ tích vào cái phần cân đối kế toán. Và anh chị sẽ check lại thông tin. Trường hợp anh chị làm 12 cả năm báo cáo tài chính thì sẽ chọn làm cả năm, thì anh chị có thể tích vào suất hỗ trợ kê khai. Thì phần mềm cái cột từ tháng đến tháng nó sẽ tự động nhảy hiện tháng 12 cho anh chị. Nếu không thì anh chị sẽ tích vào mũi tên quay xuống và chọn tháng 12. Và lưu ý là sẽ phải tích vào cái ô tiểu khoản để anh chị check lại toàn bộ các tiểu tài khoản ở bên tiểu khoản cấp con. Sau đó thì ấn xem. Lưu ý là khi mà anh chị kiểm tra thì nên tích vào xem báo cáo. Để sao? Vì vì trong cái phần này trên cái phần mềm Acman thì hỗ trợ cho anh chị tích vào có thể xem được ở chi tiết ở bên trong. Đó, khi mà anh chị xuất ra hỗ trợ kê khai thì xuất ra Excel thì anh chị sẽ không được xem được những cái chi tiết ở bên trong như thế này. Phần mềm sẽ hiện ra bảng cân đối tài khoản thì tất cả những cái tài khoản có hiện ở trên bảng cân đối thì anh chị cần phải check lại. Thứ nhất đó là cái tiền mặt thì anh chị sẽ tích vào kiểm tra từng tài khoản một, xem là hệ thống ở trên bảng số tiền ở trên bảng cân đối tài khoản và trên sổ cái và sổ chi tiết nó đã khớp nhau hay chưa. Em ví dụ ở tài khoản là 152 nguyên vật liệu thì anh chị sẽ tích kiểm tra. Tích vào tài khoản 152. Và sau đó thì sẽ chọn có mục báo cáo tổng hợp thì sẽ xem được sổ tổng hợp của tồn kho. Lúc này anh chị cần phải kiểm tra thứ nhất là cái số dư nợ cuối kỳ và phát sinh ở trong kỳ. Những cái số liệu này đã khớp nhau hay chưa? À, ví dụ như là đầu kỳ đấy ạ. Anh chị sẽ check lại với đầu kỳ này, phát sinh ở trong kỳ, phát sinh nợ, phát sinh có và thành tiền cuối kỳ. Vì sao anh chị phải check như thế này? Bởi vì nó sẽ liên quan đến cái phần chuyển số dư đầu kỳ chuyển số dư cuối kỳ sang năm sau. Trong trường hợp anh chị lên báo cáo mà sổ tổng hợp tồn kho hoặc là tài khoản khác có nghĩa là cái sổ tổng hợp của anh chị, số liệu trên cái sổ tổng hợp này và số liệu ở trên bảng cân đối nó không khớp nhau thì dẫn đến tình trạng khi sau này mà anh chị kết thúc năm anh chị chuyển số dư sang năm sau nó sẽ dẫn đến tình trạng đó là sai số liệu. Bởi vì khi mà lên báo cáo số liệu anh chị chuyển sang số dư đầu kỳ của năm sau thì nó sẽ lấy trên cái nó sẽ căn cứ vào sổ tổng hợp và chi tiết của năm trước để chuyển sang. Đó. Khi mà dữ liệu của năm trước tổng hợp đang không khớp với đầu kỳ với bảng cân đối thì dẫn đến là bị sai. Lúc này thì anh chị sẽ cần phải sửa lại ở trên cái bảng tổng hợp tồn kho của năm trước thì kết chuyển sang nó mới khớp được với trên bảng cân đối tài khoản. Đó là lý do vì sao mà anh chị cần phải check lại từng tài khoản một và check ở chi tiết ở bên trong. Tương tự như tất cả các tài khoản thì anh chị nên check lại. Và lưu ý giúp em ở tài khoản từ tài khoản đầu năm là cuối kỳ sẽ không có dư nợ và dư có. Cuối kỳ tất cả những cái tài khoản ở này ở phía dưới nó sẽ phải kết chuyển hết. Không còn số dư. Ở trường hợp vẫn còn số dư thì là kết chuyển chưa hết, cho nên anh chị cần phải kiểm tra lại phần thông tin nghiệp vụ đó. Sau khi mà bảng cân đối đã ok rồi, dữ liệu cần phải khớp nhau, ví dụ như là phần đầu kỳ bên nợ và bên có phải khớp nhau này, phát sinh thì cũng nợ có phải khớp nhau, và tương tự như là ở cuối kỳ
nợ có phát sinh phải khớp nhau. Sau khi bảng cân đối đã check xong rồi thì anh chị sẽ chuyển sang phần cân đối kế toán và kiểm tra lại thông tin. Ở phần này thì anh chị sẽ phải xuất ra Excel. Ở trên bảng cân đối kế toán thì sẽ có một số những cái chỉ tiêu mà anh chị cần phải kiểm tra. Tất cả các chỉ tiêu là ở hiện ở trên phần mềm anh chị cần phải kiểm tra lại. Những chỉ tiêu này sẽ phải khớp với lại bảng cân đối tài khoản. Em ví dụ như là ở chỉ tiêu 100 đây, tiền và các khoản tương đương tiền. Thì anh chị sẽ phải kiểm tra lại xem là số tiền này nó đã khớp với trên bảng cân đối tài khoản. Anh chị sẽ cộng lại. Tiền thì gồm có tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Anh chị sẽ cộng hai tài khoản này lại. Đó. Tương tự thì các chỉ tiêu ở phía dưới thì anh chị sẽ kiểm tra lại. Trường hợp chỉ tiêu nào bị sai, anh chị có thể kiểm tra bằng cách đó là kiểm tra xem là cái chỉ tiêu này nó sẽ bằng những cái phần nghiệp vụ nào cộng lại với nhau. Thì anh chị sẽ tích vào phần trên phần mềm. Mục cân đối kế toán. Sẽ có cái một nút sửa, anh chị tích vào sửa. Sau khi mà anh chị tích vào sửa thì sẽ có bảng cân đối kế toán, đây là bảng mẫu. Phần này sẽ tổng hợp tất cả những cộng tất cả các nghiệp vụ phát sinh ở mục nghiệp vụ phát sinh của anh chị. Ví dụ như là ở tài khoản tiền và các khoản tiền ở mục chỉ tiêu 111 nó sẽ bằng dư cuối kỳ của tài khoản 111, 112 cộng 113. Có nghĩa là tất cả các nghiệp vụ phát sinh của anh chị ở trong kỳ bao gồm tất cả tài khoản như 111 này, 112, 113 sẽ cộng vào trên đây. Tương tự như các tài khoản khác thì nó sẽ có những cái phần đó là ví dụ như tài khoản ở phía dưới. Hàng tồn kho, anh chị sẽ xem đây. Đây là công thức để tính lên phần bảng cân đối kế toán. Trường hợp ngoài những tài khoản này ra mà anh chị dùng tài khoản kho khác thì anh chị sẽ thực hiện sửa lại ở mục này. Ví dụ anh chị có dùng tài khoản 158 chẳng hạn, em ví dụ như vậy. Anh chị sẽ tích vào đây, cộng và nhập dư cuối kỳ tài khoản 158. Đó, ví dụ như vậy. Hay anh chị có sử dụng ngoài tài khoản khác với những cái tài khoản đã thiết lập sẵn ở trong này thì anh chị sẽ phải thiết lập thêm. Và sau này thì như thế này xong thì anh chị sẽ ấn xếp lại. Sau khi mà sửa thông tin mục này thì anh chị sẽ ấn xếp lại. Rồi sau đó xuất lại thì tất cả những nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài khoản này sẽ được cộng thêm vào. Đối với những tài khoản khác ở mục những cái chỉ tiêu khác thì anh chị cũng sẽ làm tương tự. Và chuyển sang mục kết quả kinh doanh. Mục cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cũng sẽ tương tự giống nhau. Đây là file công thức dựa trên bảng Excel. Anh chị cũng có thể vào sửa được theo thông tin. Phần này thì cũng sẽ tương tự giống như trên bảng cân đối, cũng sẽ sửa ở trên phần sửa công thức. Anh chị sẽ kiểm tra trong trường hợp. Hiện tại thì đối với một số những data thì chưa thiết lập cái phần giảm trừ doanh thu. Trong trường hợp có giảm trừ doanh thu ấy thì hiện tại ở chỗ này là nếu mà chưa thiết lập thì sẽ không có mục giảm trừ doanh thu thì anh chị cũng sẽ tích vào nút sửa và nhập nghiệp các công thức để giảm công thức ở trên bảng Excel. Anh chị sẽ nhập vào đây. Ví dụ như là giảm trừ doanh thu thì gồm có giảm trừ phát sinh có của tài khoản 5211
của năm 212 hoặc là năm 213. Và ngoài những tài khoản này, nếu mà anh chị dùng tài khoản khác thì anh chị cũng sẽ bổ sung vào và thực hiện cộng rồi ấn nhập. Anh chị cũng sẽ nhập như thế này, bổ sung vào. Và sau đó ấn save lại. Phần lưu chuyển tiền tệ thì anh chị cũng sẽ làm tương tự như vậy. Nghĩa khi mà lên báo cáo tài chính thì tất cả những cái thông tin ở bốn bốn mục này sẽ phải khớp nhau để lên được báo cáo tài chính. Để kết xuất báo cáo tài chính sang hỗ trợ kê khai thì giống như kết xuất tờ khai thuế thì anh chị cũng sẽ phải đăng nhập vào phần hỗ trợ kê khai trước. Và sau đó thì anh chị sẽ thực hiện lần lượt kết xuất từ bảng cân đối tài khoản cho đến lưu chuyển tiền tệ từ trái qua phải. Anh chị kết xuất lần lượt bằng cách là anh chị sẽ thực hiện vào cân đối tài khoản. Sau đó thì tích vào mục xuất ra hỗ trợ kê khai và sau đó tích xuất Excel. Anh chị phải hoàn thành 4 mục này, sau đó thì mới mở trên hỗ trợ kê khai. Tiếp theo sang cân đối kế toán ạ. Cũng sẽ tích vào mục xuất ra HTKK. Tiếp theo lên bảng kết quả kinh doanh. Các anh chị cũng sẽ thao tác tương tự như vậy. Sang lưu chuyển tiền tệ. Sau khi mà kết xuất xong 4 mục này thì anh chị sẽ thực hiện mở báo cáo tài chính lên và căn cứ theo chế độ kế toán mà anh chị đang sử dụng ở trên phần mềm Eximent thì anh chị sẽ chọn đúng và thông tư. Đó, anh chị sẽ chọn năm này, sau đó ấn đồng ý. Sau khi mà anh chị kết xuất sang thì dữ liệu từ phần mềm sẽ tự động kết xuất sang hỗ trợ kê khai. Và lúc này trước khi mà kết xuất để nộp lên trên hệ thống thì anh chị nên nên kiểm tra lại thông tin một lần nữa giữa trên phần hỗ trợ kê khai và trên phần mềm. Để sau này mình kết chuyển số dư kỳ sau nó sẽ khớp được với trên tờ khai mà anh chị đã nộp lên trên thuế. Sau đây thì em xin chuyển sang mục đó là hướng dẫn in chứng từ và sổ sách. Về in chứng từ thì thường có các chứng từ như là phiếu thu chi, nhập xuất. Đó là những chứng từ mà doanh nghiệp hay in và lưu lại. Đối với phiếu thu và phiếu chi thì anh chị sẽ chọn tài khoản 11 bên nợ. Anh chị sẽ tích vào nghiệp vụ phát sinh. Sau đó thì chọn tài khoản 11 bên nợ, một dòng bất kỳ thì sẽ hiện ra phiếu thu. Phần này trường hợp mà anh chị muốn in tự động thì anh chị sẽ chọn, sau đó thì tích vào phần in tự động cả tháng. Hoặc là anh chị muốn in từ số bao nhiêu đến số bao nhiêu thì anh chị sẽ tích vào đó. Một là in tự động từ số thì anh chị sẽ phải nhập thông tin số mà anh chị cần in. Ví dụ đến số 10 chẳng hạn thì anh chị sẽ nhập vào đây. Còn trong trường hợp anh chị tích in tự động cả tháng anh chị tích in tự động cả tháng thì sẽ chọn mục in tự động cả tháng. Thì trong tháng đó có bao nhiêu phiếu thu thì sẽ tự động in ra và sau đó tích vào phần in. Và máy in khi mà
Được kết nối với máy tính thì sẽ tự động in ra cái máy in. Ở mục có cái mục lấy họ tên mặc định từ số thì anh chị, nếu mà trong trường hợp ví dụ anh chị in phiếu này mà anh chị có in người nộp tiền là Đinh Thị Nga chẳng hạn, mà anh chị muốn lấy mặc định là Đinh Tự Thị Nga ở tất cả các phiếu sau, phiếu thu sau, thì anh chị sẽ tích vào đây lấy họ tên mặc định từ số này, thì tất cả những cái phiếu tiếp theo đều lấy mặc định tên người nộp tiền đó là Đinh Thị Nga. Ở trong trường hợp anh chị những cái phiếu mà anh chị không nhập thông tin ấy, thường thì anh chị sẽ thường bỏ qua cái thông tin về người nộp tiền, không có thông tin. Anh chị có thể là nếu mà không muốn nhập lại từng thông tin thì anh chị sẽ tích vào đây. Còn nếu không thì sẽ vào từng phiếu để anh chị sửa lại cái thông tin người nộp tiền để hoàn thiện được cái chứng từ phiếu thu. Và tương tự thì đối với phiếu chi thì anh chị sẽ chọn ở bên tài khoản bên có, tài khoản mục 1 bên có. Và cũng thao tác giống như phiếu thu, đó là in tự động. Anh chị cũng sẽ chọn vào mục in tự động. Và sau đó tích in. Ở phần phiếu nhập và phiếu xuất thì lúc này anh chị sẽ dùng ở tài khoản 155, đó là phần phiếu nhập và phiếu nhập kho tài khoản 155. Thì anh chị sẽ tìm đến tài khoản 155. Tài khoản 155 định khoản ở bên nợ thì sẽ là phiếu nhập, và tài khoản 155 bên có thì sẽ là phiếu xuất. Anh chị có thể tích vào mục lọc. Anh chị sẽ tích vào mục lọc đây. Sẽ toàn bộ tài khoản 155 ở bên nợ sẽ hiện ra ở trên màn hình. Và sau đó thì anh chị sẽ tích vào phần tài khoản 155 ở bên nợ. Đây là phiếu nhập kho. Ở phần lựa chọn thì có một số mục anh chị muốn in theo mục nào thì anh chị sẽ chọn vào mục đó. Phần này thì cũng sẽ có in tự động, là tự động từ số đến số và in tự động cả tháng. Ở trường hợp mà anh chị muốn có phần biên bản bàn giao hoặc là đơn đặt hàng thì anh chị có thể tích vào đây. Tích vào đơn đặt hàng hoặc là biên bản bàn giao. Và sau đó tích vào xuất Excel. Lúc này thì anh chị sẽ không cần phải làm một cái đơn đặt hàng hoặc là biên bản bàn giao ở bên ngoài nữa mà có thể lấy luôn. Đó, khi mà anh chị xuất ra thì sẽ có thêm một cái đơn đặt hàng. Ngoài cái phiếu xuất, phiếu nhập thì sẽ có thêm một cái phiếu, đó là cái đơn đặt hàng, file Excel đơn đặt hàng, anh chị có thể lấy luôn cái phiếu này. Và ví dụ mình có khách hàng dùng có cái đơn đặt hàng này thì mình có thể lấy cái này. Tương tự giống như đơn đặt hàng thì biên bản bàn giao thì cũng sẽ làm tương tự như vậy. Thì sẽ có phần biên bản bàn giao hàng hiện ra. Đối với phiếu xuất thì anh chị cũng sẽ lọc tài khoản 155 ở bên có. Một năm năm ở bên có sẽ là thể hiện ở phiếu xuất kho. Ở phần này mục lựa chọn thì sẽ có in tự động, là từ số đến số hoặc là in từ tháng hoặc là chỉ in số lượng. Cái phần này thì anh chị muốn in cả tháng thì mình sẽ tích vào in cả tháng, hoặc là lựa chọn theo cái phương án mà anh chị muốn. Và sau đó thì tích in, hoặc là anh chị có thể xuất ra Excel để kiểm tra lại thông tin. Ở trong trường hợp anh chị muốn in sổ sách chứng từ thì ở trên phần mềm Acumen, mục báo cáo tài chính và báo cáo quản trị sẽ có các chứng từ để cho anh chị in. Ví dụ ở trong phần báo cáo tài chính sẽ có sổ nhật ký chung và sổ cái, sổ quỹ tiền mặt. Trường hợp anh chị muốn in sổ cái thì sẽ chọn ở một sổ, sổ cái tài khoản. Ở phần này trong trường hợp anh chị muốn in toàn bộ tất cả các tài khoản có phát sinh thì anh chị sẽ, thay vì anh chị sẽ phải chọn từng tài khoản này để anh chị in, thì trên phần mềm Acumen đã có một cái mục đó là tự động tất cả các tài khoản có phát sinh. Anh chị tích vào đây, tích vào mục này thì các tài khoản nào có phát sinh thì sẽ hiện ở trên đây. Đây là các tài khoản mà anh chị có phát sinh ở trong kỳ. Và sau đó thì anh chị sẽ tích in, tích vào mục in. Thì trên máy in của anh chị sẽ in tất cả các tài khoản từ tài khoản đầu 1 cho đến tài khoản đầu 9.
Tiếp theo sang phần sổ quỹ tiền mặt thì anh chị cũng sẽ làm tương tự như vậy. Anh chị có thể tích vào xem. Muốn in từng số thì anh chị sẽ tích xuất Excel hoặc là in tự động thì cũng sẽ tích vào mục in tự động. Sau mục báo cáo quản trị thì phần này sẽ có nhiều sổ sách hơn, bao gồm có sổ tổng hợp và sổ chi tiết. Sổ tổng hợp thì sẽ có sổ tổng hợp đối tượng này, tổng hợp tồn kho, tổng hợp tài sản cố định hoặc là công cụ dụng cụ, doanh thu. Ở phần sổ tổng hợp đối tượng thì cũng sẽ có cái mục in tự động tất cả các tài khoản có phát sinh. Và có thêm cái mục đó là hiện mã không phát sinh. Trong trường hợp mà anh chị muốn hiện tất cả những cái mã không phát sinh thì anh chị sẽ tích vào đây. Thì toàn bộ tất cả những cái đối tượng của tài khoản 1311 này sẽ hiện lên. Khi mà anh chị xem hoặc là xuất Excel thì sẽ hiện lên, hoặc là in ra thì sẽ có. Còn nếu không thì sẽ chỉ hiện những cái đối tượng nào có phát sinh ở trong kỳ thì sẽ hiện ra. Và cũng có mục in tự động tất cả các tài khoản. Ở phần thiết lập này thì sẽ cho anh chị in nhanh hơn thay vì phải chọn từng tài khoản một. Sang phần chi tiết đối tượng, phần này thì có nhiều anh chị hỏi em. Đó là trong trường hợp mà sổ chi tiết mà muốn in in toàn bộ tất cả những cái chi tiết đối tượng lên một cái file Excel hoặc là xuất ra một file Excel thì làm như thế nào? Thì đối với phần này, ở phần lựa chọn anh chị lưu ý là ở phần lựa chọn nó sẽ có những cái mục để cho anh chị lựa chọn này. Đó là em ví dụ cho tài khoản 1311. Anh chị muốn đối với in bình thường, khi mà anh chị không tích vào mục lựa chọn thì anh chị chỉ chờ xem hoặc là xuất ra Excel một đối tượng thôi. Anh chị xem đối tượng nào thì chọn đối tượng đó hoặc là xuất ra Excel. Trong trường hợp anh chị muốn làm như thế này, thì thay vì ngồi tích tích như thế này thì mất thời gian, thì anh chị sẽ tích vào ở phần lựa chọn. Anh chị sẽ tích vào phần mã đầu kỳ cộng phát sinh. Có nghĩa là anh chị sẽ khi mà anh chị tích vào mã đầu kỳ cộng phát sinh thì toàn bộ những cái mã nào có phần có dư đầu kỳ và phát sinh ở trong kỳ sẽ hiện ra. Đó, sau đó thì anh chị sẽ ấn chọn tất cả các mã. Đó, sẽ tự động chọn tích tất cả cho anh chị, và sau đó thì lúc này mình sẽ tích vào xuất Excel. Lúc này thì phải chờ quá trình thực hiện. Anh chị đang nhìn ở phía dưới là quá trình thực hiện là 2 trên 10. Có nghĩa là có 10 đối tượng thì đang xuất được 2 đối tượng. Trong trường hợp mà anh chị ở mục lựa chọn mà chỉ tích vào mã chỉ có phát sinh, thì lúc này chỉ những cái mã nào có phát sinh ở trong kỳ mới hiện ra thôi, còn đầu kỳ sẽ không hiện ra. Hoặc là chi tiết hàng hóa, bao gồm đơn giá số lượng thành tiền, thì khi mà tích vào đây, phần mềm sẽ hiện ra chi tiết là trong cái mã đó phát sinh ở trong trong kỳ, gồm chi tiết những loại nào thì sẽ hiện ra. Mà anh chị xuất thì file Excel sẽ tổng hợp toàn bộ chi tiết khách hàng, từng khách hàng một. Và trong kỳ phát sinh như thế nào, đầu kỳ như thế nào sẽ có hiện ở đây. Và tương tự đối với các sổ tiếp theo như là sổ tổng hợp tồn kho thì cũng sẽ giống như đối tượng thôi. Sổ tổng hợp đối tượng thì anh chị cũng sẽ chọn từng mã, từng tài khoản để in hoặc là in tự động. Phần sổ chi tiết tồn kho thì cũng tương tự như vậy. Cũng có phần mục lựa chọn đó là mã đầu kỳ phát sinh hoặc là mã chỉ có phát sinh. Anh chị muốn in tự động tất cả các tài khoản ở tất cả các sổ tổng hợp hoặc là sổ chi tiết thì anh chị sẽ chọn tương ứng, bao gồm sổ tổng hợp cố định này, công cụ dụng cụ hoặc là phân bổ chi phí sản xuất chung, tổng hợp doanh thu.
Phần tổng hợp doanh thu thì anh chị có thể xem theo các nhóm. Thứ nhất là theo nhóm hàng hóa, hoặc là theo nhóm khách hàng, hoặc là theo nhân viên. Thì muốn xem theo nhóm nào, anh chị sẽ chọn theo cái nhóm đó. Ví dụ theo hàng hóa thì anh chị view lên. Thì lúc này phần mềm trên phần tổng hợp doanh thu sẽ thể hiện là mã hàng hóa. Ví dụ như là máy đút chai này, là trong kỳ là đã bán được bao nhiêu, số lượng đơn giá là bao nhiêu thành tiền. Còn trong trường hợp anh chị muốn xem theo khách hàng, anh chị tích vào mục khách hàng. Trong phần khách hàng thì có các nhóm, thì anh chị muốn in tất cả thì sẽ chọn mặc định là tất cả. Còn nếu mà muốn in nhóm nào thì chọn nhóm đó. Là tương tự với phần khách hàng. Nếu mà xem từng khách hàng thì sẽ chọn chi tiết từng khách hàng đó. Còn không, nếu mà muốn xem tất cả thì sẽ chọn tất cả. Sau đó ấn xem. À, thì lúc này trên phần mềm sẽ thể hiện đó là công ty Ánh Dương này. Và có mã hàng này, bán mua như thế nào này, sẽ thể hiện ở trên đây. Theo nhân viên, trong trường hợp mà anh chị bán hàng và theo có nhân viên thì sẽ tích vào đây để xem. Đã, do là trên cái phần nghiệp vụ phát sinh là em không chọn cái mục nhân viên cho nên là sẽ không thể hiện. Ngoài ra thì còn có trên phần mềm ACMEN sẽ có mục báo cáo lãi lỗ cho anh chị xem, đó là trong kỳ là lãi lỗ theo từng mặt hàng như thế nào. Và anh chị sẽ chọn là doanh thu, chọn tài khoản doanh thu tương ứng. Đối với doanh nghiệp sản xuất thì sẽ chọn phần doanh thu thành phẩm. Và sau đó thì chọn từ tháng đến tháng và ấn vào xem hoặc là xuất ra Excel. Ở trên đây thì sẽ xem được là báo cáo lãi lỗ của anh chị từng mã hàng một. Đó là trường hợp là anh chị muốn in chứng từ sổ sách. Trên phần mềm thì có phần chứng từ thuế thu nhập cá nhân, đó là áp dụng trong trường hợp đó là doanh nghiệp có phát sinh thuế thu nhập cá nhân và nhân sự tự đi quyết toán thì cần phải xuất cái chứng từ này cho cá nhân đó, để cá nhân đó sẽ mang chứng từ lên trên thuế để họ quyết toán. Thì phần này trên phần kế toán cũng đã tích hợp được với trên phần mềm kế toán Acumen. Anh chị có thể vào trong cái phần chứng từ thuế thu nhập cá nhân. Phần này thì cần phải đăng ký với bên Acumen để sử dụng cái phần chứng từ này. Đầu tiên thì cũng sẽ cần phải tạo mẫu. Ví dụ phần chứng từ thuế thu nhập cá nhân em sẽ hướng dẫn anh chị cách để tạo mẫu. Anh chị chọn ký hiệu. Trong trường hợp có hoa văn hình nền thì anh chị cũng sẽ chọn phần đó. Sau đó anh chị ấn xem. Đối với chứng từ thuế thu nhập cá nhân thì cũng cần phải đăng ký với bên thuế. Và cái này thì bây giờ có thể đăng ký điện tử trực tiếp ở trên phần mềm Acumen được rồi. Phần mềm sẽ hỗ trợ cái phần đó cho anh chị. Đây là cái file mẫu. File mẫu này thì cũng đã được update theo đúng thông tư mới của Bộ Tài chính. Sau khi mà tạo mẫu xong thì anh chị sẽ sang một quản lý số lượng và kiểm tra lại thông tin. Chị sẽ nhập thông tin các số. Sau khi mà đã tạo mẫu và thiết lập xong thì anh chị có sang một phần quản lý chứng từ thuế thu nhập cá nhân. Phần này thì lúc này anh chị sẽ nhập các thông tin ở đây. Sau đó thì anh chị sẽ điền các thông tin, ví dụ như là người nộp thuế này, mã số thuế, khoản thu nhập thì anh chị sẽ tích vào đây. Sau đó thì ấn trên mục khi mà anh chị đã được cấp quyền rồi thì anh chị sẽ tích vào phần phát hành hóa đơn. Cái này thì cũng phát hành chứng từ thì nó giống như phát hành hóa đơn điện tử. Đó là phần chứng từ thuế thu nhập cá nhân. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái sự chia sẻ của tôi trong video này. Rất là mong anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký vào kênh, like và share cái video để chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video tiếp theo phục vụ cho anh chị phát triển về nghề kế toán, về thuế để chúng ta phát triển cái công việc kế toán của doanh nghiệp của anh chị một cách tốt nhất.
Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.